Chào tất cả anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh Lo Kéo Tí Show. Thì lại là em đây, Sơn đẹp trai Tài xin giới ý lộn. Hôm nay em sẽ, mục đích video hôm nay là review con lo mới nhất hiện tại trên YouTube. Thì em nói chung em sạch là chưa thấy có ai đăng mẫu lo. Mẫu này là 882 mẫu ngoặc 4T là 4 tấc, 882 4 tấc. Rồi bây giờ em sẽ đi vào phần đập hộp. Bây giờ nhờ anh Tài đo dùm cái kích thước đi ha. Thước 3 dòng điện nước. Ok. Đó, Samsung 882 4 tấc. Chiều ngang chúng ta là 51 cm. Chiều sâu nó cũng bằng 51 cm luôn, khỏi đo. Thấy không? Đó là kinh nghiệm của những người mà bán lo hàng chục ngàn chiếc lo. Hơi bốc phét xíu. Chiều cao là 83 cm. Rồi bây giờ em sẽ đi vào phần đập hộp, đập lo luôn. Ý lộn, đập lo review, đập hộp review. Đó là đây là con lo này lần đầu em khui hộp luôn nha anh chị các bạn, có gì sai sót mong anh chị các bạn bỏ qua. Đừng ném đá giấu tay dưới mọi hình thức. Đây là shop. Đây là cái micro. Đây là phụ kiện chúng ta. Đó, đây là cái bao mít có cái chỗ để chúng ta treo lên đó. Thì hãng Samsung này là hãng mới bây giờ rất là tuyệt vời mọi người, nó phụ kiện rất là nhiều. Đây là cái USB nè, dễ thương không đó, mọi người có thể cắm chồng cái đầu này vô, cắm chồng này vô làm hình cái làm cái vòng đeo tay được luôn nha mọi người. Ví dụ vậy đó, mọi người làm cái vòng đeo tay luôn được luôn, cắm như vậy mọi người đi công viên tập thể dục được thoải mái nha mọi người. Nó cắm vô nó đơn giản như vậy. Đây là mấy cái chống lăn nữa mọi người. Đó, chống lăn phía dưới, cắm phía dưới và chống lăn phía trên mít. Khi mà nước nhậu để trên bàn nữa, nước nó không có vô. Này là cái gọi là cái bao đầu mít. Chống miệng văng nước miếng đó anh chị các bạn. Đây là cái remote nè, cái dây sạc và hai cái micro. Micro này nói chung là nặng thiệt. Phải cầm phải nói là cầm cặp micro là thấy nó nặng thiệt mà chưa biết nó là sao. Thì đây là lần đầu em đập hộp review luôn. Đó. Lần trải nghiệm thực tế, lần đầu không cắt clip đó, quay cho anh chị các bạn trải nghiệm thực tế, có gì sai sót mong bỏ qua đó. Thì đây hai micro Samsung, mic loại này thì chắc chắn là uống ép rồi và chỉnh được tần số luôn nha mọi người. Đây để em tranh thủ review sớm để trời tối rồi. Ủa, ý lộn, đang đeo kính mà. Rồi đây là chỗ set mic, thì nói chung em cũng rất là nhiều clip hướng dẫn mọi người rồi. Đơn giản này, mọi người tắt nguồn cái lo, tắt nguồn cái mic, rồi bấm giữ hai nút này 5 giây nó sẽ chớp chớp cột sóng lên đây. Mình đưa cái màn hình micro lúc nè đang chớp chạm vào màn hình của cái lo kéo, màn hình hiển thị Bluetooth của cái lo kéo, nó sẽ hú lên một tiếng đó. Mình khi mà mình chạm vào mic là đang chớp, mình chạm vô mình nhớ bật nguồn lên nha, mình nhớ bật âm lượng lớn khoảng 1 giờ 12 giờ cũng được. Rồi bây giờ bỏ pin vô. Đây là phần review. Đây em đang cầm máy quay luôn nè. Đây là chúng lo chúng ta có nút chỉnh gồm volume nè, bass chép nè, ba nút trên đây là cổ nhạc nè. Và từ cái này là guitar von, mid von, mid bass, mid chép, echo, delay, repeat. Wow. Thích những cái lo nào mà có cái nút repeat, delay, echo rồi nè, mid chép rồi nè, mid bass rồi nè, mấy nó làm cho cái mid chúng ta hát rất là tuyệt vời, rất là hay. Đây là có ba công tắc, có ba chiều. DC on, dùng bình. Ở giữa là sạc không dùng. Và bên đây là chế độ cắm điện trực tiếp. Xíu nữa em sẽ cắm điện thử cho mọi người luôn nha. Đặc biệt khuyến mãi theo kèm theo một cái sản phẩm bình, gọi là cái bình bình tích điện. Xíu nữa em sẽ giới thiệu cho mọi người. Mọi người mua kèm theo một cái bình tích điện này, mọi người có thể hát với lo kéo. Đặc biệt là những cái bạn nào mình đi hát kẹo kéo hoặc là mình đi du lịch á, bình này mình có thể xài đa năng cho quạt nè, bóng đèn, rồi laptop. Đặc biệt hơn mình có thể cắm cho lo kéo khi mà lo kéo hết bình luôn nha mọi người. Đó, cái bình này mình có thể xài được tối đa 1 ngày. Có loại bình 2 ngày, có loại bình 3 ngày. Mình đi du lịch rồi rất là ngon luôn. Hoặc là bạn nào bán lo kéo mình sợ hết bình rồi á, thì lo này cho chúng ta thời gian liên tục từ 3 đến 6 tiếng. Dùng liên tục 3 đến 6 tiếng. Còn nếu mà mọi người để nghe nhạc nhỏ nhỏ ở phạm vi trong nhà rồi á, trong gia đình, trong phòng rồi á, thì mọi người có thể để sáng chiều. Đây chúng ta sẽ bật qua AC là cắm điện trực tiếp nè. Xíu nữa cắm cho mọi người nha. Bật qua DC luôn nha, dùng bình. Đó. Đó, bật lên. Karaoke di động Samsung kính chào. Đó là tiếng chào. Hát
nhạc từ ngõ vào line in. Bảng điều khiển nó nằm phía sau á mọi người. À, đây là hai ngõ guitar và hai ngõ micro có dây. À, ngõ out ở trên mình có thể ra loa kéo khác. Ngõ đúng rồi. Ở dưới là ngõ input nè, mình có thể kết nối với TV máy tính laptop. Thì mấy cái này đơn giản, chỗ cắm sạc đồ, chỗ kẹp bình 12, rồi ba cái đèn báo sạc, đèn đầy, đèn bình yếu ở trên cùng và đèn đang sạc lại ở giữa. Chúng ta có chế độ equalizer. Đặc biệt hơn, con loa này có chức năng kết nối không dây hai loa với nhau nha mọi người. Mọi người lưu ý nha, nút cái nút TWS nè, khi mà mọi người mở Bluetooth lên không. Đó. Vui lòng kết nối Bluetooth. Mình sẽ bấm thêm một cái nữa. Rồi có một cái loa khác cũng có cái nút này, mình sẽ bấm hai cái loa nó sẽ tự động kết nối không dây với nhau. Mình dùng một cái điện thoại mình điều khiển được hai cái loa. Này là equalizer ghi âm. À, lặp lại bài hát một bài hoặc là phát toàn danh sách. Vân vân, lùi bài, ngưng bài, qua bài. Rồi nói chung đơn giản không có gì hết. Đây là cái bình. Cái bình này thì mình chưa thấy nhà sản xuất ghi là bao nhiêu ampere hết. Thì mình nghĩ là nó là tầm khoảng 7 ampere, 9 ampere gì đó. Không, cái bình này chắc là 12. Thì nói chung thông số mình sẽ để cụ thể tại cái phần tại cái website loakeotiso.com nha mọi người. Tại vì cái mẫu này mẫu mới nè, nên mình chưa có tìm hiểu gì hết, là mình quay clip đập hộp trải nghiệm thực tế cho mọi người luôn, không có cắt ghép. Đó, tại vì trên mạng có rất là nhiều clip họ cắt ghép, họ ghép nhạc vô, nó không có đúng sự thật. Đây là bass 40. À, mình cũng chưa biết ở bên trong nó là một chung một chép hay là một bass một chép. À, đây lo công nghệ Nhật Bản. Công nghệ Nhật Bản nhưng mà linh kiện là của Trung Quốc nha anh chị các bạn. Kiểu nó làm theo cái công nghệ Nhật Bản thôi. Đó, để nhiều anh chị các bạn bắt lỗi bass 40 thùng cây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhận tài quay con lo qua đây đi ha. Đó, bên hông có chỗ treo mic. Rồi chúng ta sẽ điều hành test nhạc phút thứ 7. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ mở Bluetooth. Rồi, mở Bluetooth rồi. Ta sẽ dò tên Bluetooth nó là Samsung. Nó Samsung, mọi người thấy chữ Samsung mọi người cứ bấm vô. Samsung đã kết nối Bluetooth. Rồi bây giờ mình sẽ mở cho mọi người nghe. Nhạc trẻ. Hay nhạc disco trước nha. Hay là quay qua đây cho đỡ không?
nhạc và chim kết lon. Đoạn nhạc tép kết lo tiếp theo nha mọi người. Tép bát chép. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
so, trả cho em những lời nỗi soi, trả cho em những vết thương em xếp ngăn nắp vào anh bao ngày. Người dân không cần quan tâm yêu đương gì đâu. Rất là nhẹ luôn. Rồi về câu phần hai, phần quan phần hai sẽ tiếp tục nhiều hơn. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video đến đây. Thì còn đây là con loa Samsung 882 4T. Thì giá sẽ cập nhật tại website loa.com hoặc là từ đây. Và cảm ơn mọi người đã xem video đến đây. Mọi người cần tư vấn miễn phí liên hệ, mà mình có thể liên hệ vào hai số hotline tư vấn miễn phí 0915486462. Hiện tại bên mình là mình đang trên YouTube là trên 200 dòng loa rồi. Nói chung rất là khó lựa chọn. Nếu mà anh chị các bạn mình tin tưởng, đặt niềm tin vào cửa hàng Tiso thì mình có thể gọi trực tiếp hai số điện thoại 0915486462 hoặc là 0962809867 để được sự tư vấn nhanh, mua được chiếc loa kéo hay ưng ý và nhanh nhất. Và hiện tại bên mình có 3 địa chỉ chính và một cái địa chỉ đại lý, mình sẽ để phần mô tả bên dưới nha mọi người. Một cái địa chỉ bên Phan Quy Ích, quận Gò Vấp, một cái địa chỉ bên Phạm Hùng, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Chánh giáp với quận 8, một cái địa chỉ ở Thủ Dầu Một, Bình Dương, và một cái đại lý ở Xuân Lộc, Đồng Nai. Rồi cảm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn rất là nhiều.